Yeah, chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Siêu Thuật. Và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình của mình không? Mình đang quay một cái clip. Đó chính là khi mà mình quay clip ý, thì nhạc của mình không hề bị mất đi. Rất là hay đúng không? Và bây giờ mình sẽ truy cập vào trong cái phần ảnh này để cho các bạn xem cái thành quả của mình nhá. Ok, đây. Phát view rồi. Đó chính là cái clip của mình vẫn có nhạc đúng không? Rất là hay đúng không? Vậy trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà quay clip mà vẫn có nhạc nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Thì cái ứng dụng mình muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay đó chính là ứng dụng YG-Rec. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng App Store. Đối với những bạn nào mà lười tìm kiếm cũng như không thể nào tìm kiếm được thì yên tâm, mình sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Ok, thì mình sẽ truy cập vào cái ứng dụng này để cho các bạn xem được cái giao diện cũng như cách sử dụng cái ứng dụng này như thế nào. Thì cái ứng dụng này không có gì để mà nói nhiều, cực kỳ là đơn giản thôi. Ngay khi mà mình mở ứng dụng lên thì nó đã có các cái phần để mà quay này và những cái giao diện rất là cơ bản thôi. Các bạn chỉ cần cấp phép quyền truy cập cho album, cấp phép quyền truy cập vào ảnh là các bạn đã có thể sử dụng cái ứng dụng này rồi. Thì đây mình sẽ làm một cái mẫu nữa cho các bạn nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cần chọn một cái nhạc gì đấy cụ thể đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái nhạc NCS No Copyright Sound để có thể mà không để tránh cái vấn đề bản quyền nhá. Tại vì nếu mà sử dụng nhạc bản quyền thì video sẽ bị gỡ ngay. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn một cái nhạc nào đấy. Thôi được rồi, mình chọn luôn cái bài mình đang chơi, đang chạy đi. Thì cho nó dễ, cho các bạn dễ hình dung. Ok, để luôn này. Mình sẽ giảm cái volume lại cho nó bé bé thôi, sợ các bạn nghe không bị kiểu nhiều bị lẫn. Đó, sau đó các bạn đã chọn được cái loại nhạc mình yêu thích rồi, thì các bạn sẽ vào phần YG-Rec và các bạn ấn vào cái hình ghi hình. Đó, các bạn có thể bất kỳ một cái hình nào các bạn muốn. Ok, sau đó các bạn dừng lại. Đó, sau đó nó đã hiện cái thông báo đó chính là save vào camera rồi. Thì các bạn hãy vào phần ảnh để mà check cái video các bạn vừa lưu nhá. Đây, gửi sang đây. Bật cái loa lên. Đó, rất là hay đúng không? Vậy là chúng ta có thể up những cái bức ảnh mà có nhạc hay là gì đó ở trên Instagram. Bình thường các bạn hay up thấy người ta up một cái ảnh nó mà kèm theo nhạc đúng không? Rất là hay. Mình có thể up clip mà vẫn kèm theo nhạc, cực kỳ là sáng tạo đúng không? Ok, thì video mình đến đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy để lại một like, subscribe kênh YouTube của Siêu Thuật để chúng mình có thể ra thêm nhiều video hay nữa. Nếu như các bạn thủ thuật nó hay, video nó hay muốn chia sẻ, đừng quên để lại comment phía dưới để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.